Rồi, mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta khám phá những con đường quá xá lạ anh chị nha. Rồi. À, đây là đường Ngô Đức Kế đây anh chị, gần sát bên chợ Bình Hòa. Đó là đường Hồ Xuân Hương anh chị nha. Bên phải của em là ngã tư Bình Hòa, nơi Răng Long. Đúng đường rồi đó, đi đúng con đường Nguyễn Khuyến rồi. Ở đây có những cái nhà cũng... Rồi em mời cô bác anh chị cùng đi qua cái hướng này nha. Đây con đường là đường Mai Xuân Thưởng anh chị. Mai Xuân Thưởng. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay thật sự một ngày rất là vui được gặp lại cô bác anh chị trên kênh Sài Gòn hôm nay, cũng như là có những cái giây phút đi dạo phố lang thang. Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 8 năm 2022. Chúng ta gần kết thúc tháng 8 luôn rồi thưa cô bác anh chị. Và hiện tại thì em đang đứng ở khu vực con đường Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh. Bên tay phải của em anh chị đi ngược về chợ Bà Triệu ha. Bên trái chúng ta đi về Xóm Gà, ngã tư Bình Hòa. Và sau lưng cái clip em đang đứng đây chính là trường Nguyễn Đình Chiểu ngày hôm nay. Năm xưa mặt này và mặt ở bên con đường Phan Đăng Lưu, đó là hai ngôi trường rất là quen thuộc, đó chính là trường Nam Tịnh Lỵ và Hồ Ngọc Cảnh. Năm xưa ở đây, vùng đất Gia Định, Bình Hòa, ngày hôm nay nó thay đổi cũng rất là nhiều. Và cũng rất là thân quen với cô bác anh chị những hình ảnh ngày hôm nay. Tuy nhiên trong cái clip này thì em có một chút đặc biệt, đó chính là em sẽ thực hiện một cái clip tổng hợp những cái con đường gần như là rất ít đi và chưa đi ở khu vực Bình Hòa, Gia Định năm xưa này. Ngày hôm nay là quận Bình Thạnh và thuộc khu vực Đồng Ông Cổ ngày trước anh chị ha, trước năm 75. Và trước khi đi cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn bình an và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ thì em thực hiện các clip trong một cái buổi sáng trời khá là nắng. Hôm nay được dự báo là nắng từ sáng cho tới trưa, tới chiều thì có một chút mưa dông. Ngay cái ngã tư phía trước là bên trái con đường Trần Văn Kỷ, ngày xưa là Đỗ Thành Nhân đó. Và con đường bên phải là Huỳnh Đình Hai, ngày xưa là Nguyễn Văn Thành. Chợ Rau đây anh chị, cái ngã tư chợ Rau. Và bây giờ thì em sẽ mời cô bác anh chị chúng ta quẹo bên phải con đường Huỳnh Đình Hai, xóm Lò Heo cũ ngày xưa. Đây, bên trái anh chị đi con đường Trần Văn Kỷ về nơi Trăng Long, tức là Nguyễn Văn Học. Bây giờ em sẽ quẹo vào đây con đường Huỳnh Đình Hai. Con đường Huỳnh Đình Hai này thì cũng khá là quen thuộc với em. Ngày trước mới vào Sài Gòn thì cũng ở đây anh chị, ở đây một thời gian cũng 3 năm rồi chứ. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu một cái con đường ít đi, đó chính là đường Nguyễn Thiện Thuật, nằm bên mé tay trái của em đây thưa anh chị. Đây con đường Nguyễn Thiện Thuật. Con đường này thì ngắn thôi, không có dài. Cô bác anh chị cùng cập nhật vài cái hình ảnh với em ở đây nha. Khu vực này người ta bán đồ ăn, bán rau cũng nhiều lắm anh chị. Đây, Bình Hòa, Gia Định năm xưa, ngày hôm nay nó thuộc Bình Thạnh. Và khu vực này chúng ta mon men sẽ đi về khu Đồng Ông Cổ rộng lớn năm xưa. Bây giờ thì nó cũng không còn những cái dấu vết gì nhiều đâu anh chị. Đây là đường Nguyễn Thiện Thuật, nó thuộc vào phường 14, quận Bình Thạnh nha anh chị. Và những cái con đường này em đi trong ngày hôm nay thì gần như là nó đều có ở khu vực như là quận 3, quận nhất. Nhiều lắm anh chị, nhiều con đường. Quận 3, quận nhất. À,
cháu với bạn luôn đó. Bên tay phải này của em á là phường 24, còn bên trái thì nó là phường 14 chứ. Nó cách nhau tới 10 số lận anh chị. Đường Nguyễn Thiện Thuật đây. Nó có một đoạn thôi. Mấy trăm mét à. Nón 30.000. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đứng ngay cái ngã ba giữa con đường Bùi Đình Túy và con đường Nguyễn Thiện Thuật. Đối với con đường Bùi Đình Túy này thì bên trái anh chị đi về Phan Văn Trị nè, bên phải anh chị chạy về đi ra Đinh Bộ Lĩnh luôn anh chị ha, ra Đinh Bộ Lĩnh luôn. Con đường Bùi Đình Túy này nó cũng rất là thân quen. Ngày xưa nó có tên là Cường Để và hình như một đoạn là Trần Quang Vinh thì vậy. Em cũng không chắc lắm ở cái đoạn Trần Quang Vinh. Thì ở đây con đường Bùi Đình Túy này nó mới được mở ra tầm khoảng vài ba năm trở lại anh chị. Ngày trước thì nó nhỏ và nó thường kẹt xe lắm. Đó. Những con đường này thì em đã đi một vài lần rồi, nó cũng không quá xa lạ. Tuy nhiên có những cái con đường thì nó rất lạ. Bây giờ em sẽ quẹo bên máy tay phải. Anh chị thấy cái đoạn này Bùi Đình Túy nay nhộn nhịp ghê không? Cơm tấm nè, trời, cơm tấm sườn bị chả nhìn ngon quá anh chị. Khách mua cũng phải dạng thừa, rất là đông. Mặc dù cái quán nó nhỏ xíu à. Đó, ở Sài Gòn mình có những cái quán nhìn mê lắm anh chị ha. Em chạy thẳng cái con đường Bùi Đình Túy này để mời anh chị đi về một cái con đường nữa có tên là đường Ngô Đức Kế anh chị nha. Đó, rất là nhiều cái con đường giống bên quận nhất, quận 3, ví dụ như Nguyễn Thiện Thuật thì chúng ta vừa mới đi xong, y như khu Bàn Cờ anh chị. Rồi bây giờ em sẽ chạy về con đường Ngô Đức Kế, em để em nhìn coi nó nằm đâu bên trái đó. Con đường Ngô Đức Kế này thì hầu như chưa có khi nào em đi cả này. Cho dù chỉ là đi vòng vòng công chuyện cũng chưa đi. Còn quay thì hình như là em cũng chưa có quay luôn. Đường Bùi Đình Túy này thì nó chạy hơi thoai thoải xuống như một con dốc thưa anh chị. Bây giờ thì anh chị thấy là nhà cửa san sát phát triển ha. Khu đồng ông cổ ngày xưa thì rất là vắng vẻ. Ai mà ngờ Sài Gòn mình ngày hôm nay nó thay đổi dữ như vậy anh chị. Có những nơi ngày trước chỉ là những cái mảnh đất tùm cây cối, lau sậy, ao hồ. Ngày hôm nay là chúng ta lấp hết để chúng ta xây nhà. Người dân số Sài Gòn thì ngày một đông. Con đường Bùi Đình Túy này nó rất là nhộn nhịp anh chị. Tuy nó nhỏ thôi chứ em thấy xung quanh người ta buôn bán cũng rất là nhộn nhịp. Bên trái của em ở đây là nhà thờ Thánh Mẫu. Nhỏ nhỏ xíu anh chị ha. Để em kiếm cái con đường Nguyễn Thiện Thuật coi nó nằm ở đâu. À xin lỗi anh chị, đường Ngô Đức Kế, nhà thờ Thánh Mẫu. Ngô Đức Kế. Trời trời đang rất là nắng anh chị. Đi hướng này chúng ta về Đinh Bộ Lĩnh luôn. Rồi sát bên bến xe miền Đông đó anh chị. Em tìm con đường Ngô Đức Kế chưa ra, chắc là phải dừng lại một chút. Đâu em đang đứng ở đâu rồi. Nhiều khi đi lố rồi không nên. Đi lố rồi đó anh chị. Ngay chỗ nhà thờ giáo xứ Thánh Mẫu 3 đó, đó chính là con đường Ngô Đức Kế. Rồi em quẹo lại nha, anh chị thấy không? Thường xuyên đi lố luôn á. Trời rất là nắng nóng anh chị. Cái này quay tầm 20 phút là camera nó tự tắt à. Nắng nóng quá đó anh chị.
nắng nóng quá mà em quay chế độ 4K đó, 4K 60 khung hình nha, tức là cái chất lượng cũng khá là cao, có thể quay được 120 khung hình nữa. Đây ngay chỗ nhà thờ Thánh Mẫu, cái cô bà đẩy xôi đó, xôi hương, xôi mặn, xôi gà đó, giờ 20 ngàn một phần rồi đó anh chị. Đây nhà thờ Thánh Mẫu 3, nhỏ xíu và cũng cũ. Không biết là cô bác anh chị có nhớ ngôi thánh đường này không? Em có quay ngôi thánh đường này một lần rồi, ngày xưa đi đường Bùi Đình Túy. Phía trước có mấy chủ uống cà phê. Thì ở đây á, là con đường em thấy trên bản đồ nó là Ngô Đức Kế anh chị. Em xem nè. Bây giờ đó là con hẻm của Bùi Đình Túy nha. Đúng rồi, bây giờ thì nó là hẻm của Bùi Đình Túy, chắc có lẽ là mới. Đứng có một tí con chó nó ra nó sủa rồi anh chị. Bây giờ là em thấy trên bản đồ nó là Ngô Đức Kế, nhưng mà em nhìn cái địa chỉ ở đây đó, nó là Bùi Đình Túy. Con hẻm của Bùi Đình Túy dạng vậy đó anh chị. Rồi bây giờ bên tay trái của em đây này, bên tay trái của em đây là đường Ngô Đức Kế nè anh chị. Ngay chỗ cái đống cát với chiếc xe có cái vựa ve chai đó, nhà thì cũ cũ đó. Thì đây chính là con đường Ngô Đức Kế đây anh chị. Rồi mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta khám phá những con đường quá xá lạ anh chị nha. Đây. Đây là đường Ngô Đức Kế đây anh chị. Em không nhớ con đường này em có đi lần nào chưa nữa, lạ quá. Bên phải em ở đây là tập thành cổ tự mùa Vu Lan, mùa Vu Lan chùa anh chị ha, một ngôi chùa. Đường này là Ngô Đức Kế, phường bên tay phải của em là phường 12, chắc bên trái cũng như thế thôi. Ngô Đức Kế có bụi tre làng đó, và nhiều cái nhà xưa, nó vẫn là một cái dốc thoai thoại, coi như là anh chị sẽ hình dung được như thế này. Con đường Phan Văn Trị và nơi Trăng Long, tức là Nguyễn Văn Học đó, nó sẽ là cái trục chính. Rồi những con đường xung quanh theo cái hướng đi về Đồng Ông Cổ á, thì nó sẽ là dốc xuống. Và định điểm thì của nó, độ dốc của nó là ngay chỗ cầu Băng Ky, nơi Trăng Long, Nguyễn Văn Học ngày xưa đó anh chị. Đó thì em mô tả một chút như vậy để cô bác anh chị dễ hình dung. Chứ không thì nhìn thì anh chị sẽ khó thấy cái đường dốc, nhưng mà em chạy thì em sẽ thấy cái đường nó dốc lắm. Và chắc chắn là nước thì mỗi lần trời mưa nó sẽ tuôn xuống phía dưới như thế này. Đó, đây là con đường Ngô Đức Kế. Em vẫn cứ chạy từ từ để anh chị hình dung, ngắm cảnh. Đường này thì nó như là con hẻm thôi. Có những con hẻm ở Sài Gòn nó to hơn như thế này anh chị. Nhà cửa hai bên thì cũng nhiều nhà to, nhưng mà cũng nhiều nhà nhỏ, và có những cái nhà cũ xưa. Ví dụ như bên phải em ở đây, người ta sơn lại này. Con đường Ngô Đức Kế này, theo như trên cái bản đồ mà em xem đó, thì nó sẽ chạy đi về đường Phan Văn Trị luôn thưa anh chị. Ở đây là con hẻm ha. Bên trái chắc là vẫn đi ra Bùi Đình Túy. Ngơ ngác, ngơ ngác anh chị. Em chạy xe cái kiểu ngơ ngác. Mình không có rành cái khu này nè, cho nên là cứ giống như là gà mắc tóc á, cà giật cà tưng. Bánh canh cua cô hai.
rất là nhiều hẻm anh chị nha. Ở đây nói về cái khu vực này thì hẻm rất là nhiều, hẻm hóc luôn á. Hóc hóc bò tó anh chị. Hẻm rồi tới hóc nữa, hóc là nhỏ lắm, là ghê lắm á. Giống như ở ngoài phía Bắc thì người ta có là cái số nhà người ta sẽ có là ngõ rồi đó, đi từng ngõ đó, chứ người ta ở mình là hẻm thôi, chứ còn ở ngoài Bắc thì người ta có ngõ nữa. Ngõ ở ngoài Bắc không biết là nó có tương đương như cái hẻm ở Sài Gòn mình hay không. Có những cái nhà cũ kỹ như ngày xưa, nhiều khi nhìn em rất là thích. Đây là đường Phan Văn Trị đây anh chị. À, Phan Văn Trị và Ngô Đức Kế. Đó, anh chị hình dung được ha. Bên trái thì anh chị sẽ quẹo một cái về Lê Quang Định lại nha. Còn bên phải ở đây thì em quẹo đi lên hướng đi về Phạm Văn Đồng, hướng đi về Gò Vấp, cầu hang trong đó. Thì ở trên đường này tiếp tục em mời cô bác anh chị cùng với em quẹo về một con đường nữa, một con đường cũng lạ lắm rồi nha. Khu này thì em đi cũng nhiều rồi, ngày xưa cũng sinh sống nhiều, nhưng mà hầu như có những con đường chưa có bén mảng tới bao giờ. Đây. Em đang đứng ở Phan Văn Trị và bên tay trái em có đường Hồ Xuân Hương. Đường Hồ Xuân Hương này nó cũng là một con đường rất là ngắn. Thôi sẵn tiện ở đây em sẽ mời cô bác anh chị đi Hồ Xuân Hương luôn ha. Đó, con đường này là đúng lạ với em luôn nè. Đây có tiệm đồ xi. Đúng lạ với em luôn, chưa bao giờ đi đường này anh chị. Không biết ngày xưa nó có phải là con hẻm hay là một con cái tên đường khác hay không. Con đường này thì ngắn thôi, nó chạy ra Lê Quang Định thôi anh chị. Có lẽ là như thế. Đây đường Hồ Xuân Hương. Chắc là về đây là Phan Văn Trị thôi. Chuẩn bị về ngã năm Bình Hòa, ngã tư Bình Hòa chứ. Đây đường Hồ Xuân Hương này chắc có lẽ là em sẽ phải chạy tới để chạy lui một lần anh chị nha, tại vì em sẽ đi về một con đường khác nữa gần đây. Đây đường Hồ Xuân Hương, trời, người ta bán đồ áo cũng nhiều anh chị. Hồ Xuân Hương phường 14 quận Bình Thạnh, tạp hóa đồ áo bán cũng hơi bị nhiều anh chị à, giống như cái chợ á. Phía trước đây có lẽ là đường Lê Quang Định rồi nè. Và ngay cái vị trí này em, nếu em đoán không lầm thì nhìn qua bên kia sẽ là gần sát bên chợ Bình Hòa, gần sát bên chợ Bình Hòa. Đó là đường Hồ Xuân Hương anh chị nha. Bên phải của em là ngã tư Bình Hòa, nơi Trăng Long, Nguyễn Văn Học ngày xưa nè. Bên phải thì anh chị cũng đi về Sóng Gà luôn. Ở đây có tiệm vàng Mi Hồng, trước cái tiệm vàng Mi Hồng đó. Và cái góc này là có cái chợ nhỏ, những chợ Bình Hòa mà một số cô bác anh chị có chia sẻ đó. Rồi em sẽ đi ngược cái con đường này lại để mời anh chị đi về một cái con đường mới nữa. Mới này là mới đối với em thôi anh chị nha. Còn chắc là cô bác anh chị có lẽ là đã biết rằng những cái con đường trong cái clip này rồi. Đây là đường Hồ Xuân Hương. Em xin chia sẻ lại thông tin lại một chút như vậy. Dường như là nó là những cái tên đường trùng với quận nhất, quận 3 luôn á anh chị. Rồi bà đi bán cái số mệt kỹ luôn anh chị, đứng không nổi luôn. Rồi em chạy ra lại đường Phan Văn Trị nè.
em quẹo trái phía trước có một cái tiệm đồ si, đồ túi sách dây điện, quần áo luôn. Em xi nhan bên trái, mời anh chị chạy về một cái con đường mới nữa. Đây rồi, con đường này có tên là đường Nguyễn Khuyến anh chị nha. Nguyễn Khuyến trùng tên với em. Em có thêm chữ Hoàng ở giữa nữa. Đây là đường Nguyễn Khuyến và Phan Văn Trị. Chùa Viên Quang. Cái hẻm đi vào ở chùa Viên Quang gì nè anh chị. Đây, con đường Nguyễn Khuyến. Lạ không anh chị? Quá xá lạ luôn. Con đường nó nhỏ xíu à. Như con hẻm. Em cũng không biết là nếu mà là con đường thì giá nhà nó sẽ như thế nào. Chắc chắn là nó đắt hơn rồi anh chị. Nhà trên đường là nó đắt hơn rồi. Anh chị cũng có thể thấy rất là nhiều cái nhà mới người ta mới xây không đó, người ta mới vừa xây đó anh chị thấy không? Mới cáo luôn. Mới cáo. Không biết là cô bác anh chị có hiểu không? Cái từ này không biết là có mới đối với cô bác anh chị không? Mới cáo luôn. Mới cáo. Phải em ở đây là Viên Quang Tự, chùa Viên Quang Tự 1935 đó anh chị. Bức tường màu vàng đây. 24 Nguyễn Khuyến, ngày xưa là hẻm Phan Văn Trị ha. Rồi ở đây thì em chạy về tới cuối đường này rồi. Đường này đường gì đây? Nguyễn Khuyến. Chắc bây giờ em phải xem cái bản đồ đó. Ở đây một cái ngã ba, không biết đây là đường hay là hẻm của cái gì đây. Ở đây quẹo bên phải anh chị. Quẹo phải nha. Quẹo trái là chúng ta đi vào con hẻm. Con hẻm rồi đi ra. Đi ra đường Chu Văn An. Quẹo trái là hẻm Chu Văn An. Bây giờ đây em sẽ quẹo phải để đi con đường Nguyễn Khuyến tiếp tục. Đây, quẹo phải ở đây. Đây, con đường này là con đường Nguyễn Khuyến. Rồi, ở đây thì em quẹo trái tiếp anh chị nha. Đó, đúng đường rồi đó. Đi đúng con đường Nguyễn Khuyến rồi. Ở đây có những cái nhà cũng nhìn cũng hoành tráng lắm anh chị. Vào phút này thì đường nó đẹp hơn. Đi hết con đường Nguyễn Khuyến này luôn. Đó, xe 7 chỗ vào được đó. Đoạn này thì rộng. Ngã ba đi thẳng thì tiếp tục Nguyễn Khuyến. Hết đường thì em sẽ quẹo trái vào con hẻm 287 Chu Văn An. Em thông báo trước như vậy để anh chị dễ dùng nha. Rồi bây giờ em bắt đầu chạy tiếp đây. Ở đây đúng không anh chị thấy không, em mà không có tìm, em không có bản đồ là hầu như là không có biết đường đi. Tiếp tục con đường Nguyễn Khuyến nè anh chị. Xe bị 6 chỗ vào đây luôn á. Không biết là cô bác anh chị có nhớ những cái con đường này nó như thế nào ngày xưa hay không. Nguyễn
quyển, và tới phía trước thì là tới một con hẻm của Chu Văn An. Đường này là được nâng cấp lên hết rồi, còn những cái nhà cũ mà chưa nâng cấp là hầu như nó sẽ lọt xuống. Rồi em mời cô bác anh chị quẹo trái nha. Em quẹo trái ra đường Chu Văn An nè. Đây cô bán trái cây. À, ngay khu vực này gần chợ Cây Điệp. Cho nên cô bác anh chị thấy là rất là nhiều người đang buôn bán xung quanh, thấy không? Hai cái máy hiên xung quanh nhà đó, anh chị sẽ thấy nhộn nhịp. Đường Chu Văn An, ngã năm Bình Hòa đó, quẹo trái thì anh chị ra ngã năm Bình Hòa. Ở đây thì em không quẹo trái đâu, ở đây em sẽ quẹo bên mé tay phải để mời anh chị đi ra con đường mới Phan Chu Trinh. Đây, vào chợ Cái Điệp này có chiếc xe trật tự đang đậu đó. Khu này thì anh chị sẽ ra cái con đường Chu Văn An, nhưng mà nó là đường mới. Đi thẳng thì anh chị sẽ đi qua cái cầu Chu Văn An về cư xá Chu Văn An. Còn em ở đây em sẽ quẹo bên tay trái này. Cái đoạn này thì em hình dung được rồi. Bắt đầu con đường này là quen mà. Chỗ này ngày xưa theo một và chú khán giả chia sẻ là cái xưởng xe đạp. Bây giờ đó là cái học viện cán bộ. Học viện cán bộ thành phố bên tay phải của em đó. Con đường này là con đường Phan Chu Trinh. À, Phan Chu Trinh, nếu mà như vậy thì ở Bình Thạnh tính ra là sẽ có hai con đường Phan Chu Trinh, một con đường ở đây nè, đó, con đường mới nè, hai là cái con đường ở ngay chỗ Hình Đình 2 anh chị, Hình Đình 2 đó, khu chợ Bà Triệu đó, có một con đường Phan Chu Trinh nó nối Hình Đình 2 với đường Bạch Đằng. Tức Hình Đình 2 tức là Nguyễn Văn Thành đó anh chị ha, Nguyễn Văn Thành Gia Định đó. Con đường này được cái đoạn học viện cán bộ này rất là mát mẻ. Học viện cán bộ chắc có thể là cái khu để đào tạo cán bộ anh chị, những cái chính sách ngành nghề hay là quy định gì lum đó em cũng chưa, em cũng không có tham gia nên em không biết. Học viện á, luật độ này nọ đó anh chị, cán bộ đó. Ồ, quán cà phê ở bên phải có cái sân đá banh, chắc là quán cà phê dành để đây là trung tâm thể thao, trung tâm thể dục thể thao, có sân đá banh, mì xào, bún xào, nui xào. Đường Phan Chu Trinh này ngày hôm nay cũng nhìn cũng ngon anh chị. Nhiều quán ăn, cà phê. Ở đây còn có cái chung cư nữa. Ở đây là cầu Rạch Lăng. Cầu Rạch Lăng đây thưa anh chị. Rồi qua khỏi cái cầu Rạch Lăng này thì em mời anh chị đi chạy hướng Nơ Trăng Long, chúng ta đi về cầu Băng Ky. Cầu Băng Ky tính ra là nó sẽ song song với cái cầu Rạch Lăng này thưa anh chị. Và cái cầu và đường Nơ Trăng Long đó là đường Nguyễn Văn Học ngày xưa đó. Doxy vừa cũ vừa mới, anh chị sẽ có những cái so sánh
đường Phan Chu Trinh này đâm thẳng ra ngay đường Nơ Thăng Long, đó là một con đường cũ xưa tên là Nguyễn Văn Học, với cầu Băng Ki bên tay trái, rất nhiều kỷ niệm. Bên phải thì anh chị sẽ đi về hướng cầu Bình Lợi anh chị nhé, và đi khu biệt thự Bình Lợi. Em sẽ quẹo trái lên cầu Băng Ki, một cái cầu chứng kiến rất là nhiều cái câu chuyện, có nhiều câu chuyện xảy ra đó. Thời trước năm 75 cũng rất là nhiều cái kỷ niệm mà cô bác anh chị khó quên, dọc theo cầu Băng Ki xuống hướng đồng Ông Cộ và những cái cánh đồng bất tận anh chị, rộng thanh thang. Bây giờ thì nhà không có chỗ mà xây luôn, đất không có còn chỗ để mà xây nhà đó, có nhiều xây với nhiều. Đây là cầu Băng Ki. Qua khỏi cầu Băng Ki này thì em mời cô bác anh chị chạy về một con đường cũng quen mà lạ, đó chính là đường Trần Quý Cáp. Rất xấu. Cầu Băng Ki nè anh chị, xóm hẻm cầu Băng Ki nè, đó bên phải của em, cái dốc đi xuống. Đó, lên dốc nè anh chị ha, chỗ này thì nó gần như là một cái dốc. Rồi đi xa xa anh chị thấy có cái mái ngói đó, đó cái biệt thự Nơ Thăng Long mà anh chị. Nguyễn Văn Học năm xưa mà, biệt thự rất nhiều. Bây giờ em mời cô bác anh chị đây, ngã ba. Trời ơi, mời nhạc to quá. Bên tay phải đây là đường Trần Quý Cáp. Đó, Trần Quý Cáp và Nơ Thăng Long. Mời cô bác anh chị cùng chạy với em hướng này. Chúng ta đi về đường Nguyễn Văn Đậu. Nguyễn Văn Đậu anh chị. Đây có chùa Phổ Đà ha. Cái mùa dịch năm ngoái em có nhớ không lầm là hẻm chùa này rào chắn lại hết luôn, nhìn thấy thương lắm anh chị, thấy kinh khủng lắm. Hẻm chùa Phổ Đà đó, đường Trần Quý Cáp đây. Đối chiếu với lại cái tên đường Trần Quý Cáp thì bên quận 3 ngay chỗ hồ Con Rùa đó anh chị, ngày hôm nay thì nó là đường Võ Văn Tần đó. Đây là Trần Quý Cáp của Bình Thạnh ngày hôm nay, gia định Bình Hòa năm xưa anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ dừng lại một chút ở cái đường Trần Quý Cáp và Phan Văn Trị này, em tìm về một cái con đường nữa. Mời cô bác anh chị tiếp tục lang thang trong các clip này, cập nhật những con đường quá xá lạ mà em ít khi đi. Trần Quý Cáp. Em mời anh chị đi về một con đường có tên là Mai Xuân Thượng anh chị. Quẹo à, đâm thẳng qua bên kia luôn. Đâm thẳng qua bên kia luôn, chính là Mai Xuân Thượng đó. Quẹo trái thì anh chị tới ngã ba Nguyễn Văn Đậu với Phan Văn Trị, là Nguyễn Văn Đậu là Ngô Tùng Châu đó. Còn quẹo phải thì anh chị sẽ đi về hướng cầu Hang, cầu Hang Trong anh chị. Rồi em mời cô bác anh chị cùng đi qua cái hướng này nha. Đây, con đường là đường Mai Xuân Thượng anh chị. Mai Xuân Thượng. Mai Xuân Thượng này thì nó lại ngày hôm nay á, nó lại trùng với cái tên Mai Xuân Thượng ở Chợ Lớn. Hình như là quận 6 thì phải.
đường cũng rất là nhỏ anh chị. Những con đường mà nãy giờ em đi trong các clip này á, anh chị có thể thấy nó có một cái điểm chung là nó rất là nhỏ. Hiếm có cái con đường nào mà nó to, nó đẹp anh chị ha. Chỉ có đường Phan Chu Trinh thôi, nhưng mà Phan Chu Trinh là em đi ké để em chạy qua Trần Quý Cáp, Bình Thạnh, chứ không phải là em đi mục đích chính để quay cái clip này. Đường này là Mai Xuân Thượng, có lẽ là hết đường cũng không ra được đâu, có phải là mình phải đi một con hẻm nào đó để chạy ra đường Nguyễn Văn Đậu. Em nhớ không lầm, em định hướng là như vậy. Em đứng ở đây một chút nha, có cái bóng mát này, nhìn bản đồ mới được anh chị. Hết đường thì quẹo trái, thì chúng ta sẽ hết đường thì em sẽ quẹo trái đi. Quẹo trái là ra Nguyễn Văn Đậu đó. Thì thú thật với cô bác anh chị, ở cái clip này lúc đầu em khó hình dung lắm, em không biết phải đi như thế nào á, phải tính toán một hồi kỹ càng lắm thì em mới hình dung ra được cái hướng đi, đi như thế nào cho nó trọn vẹn hết những cái con đường đó. Và cuối cùng thì em chọn đi theo cái cách này. Đây bên trái đây là em sẽ quẹo để đi về đường Nguyễn Văn Đậu thưa anh chị. Đây là con hẻm thôi, nó là hẻm 273 đường Nguyễn Văn Đậu. Nhưng mà xe cộ thì khá là đông anh chị ha. Ở phía trước đây là con đường Nguyễn Văn Đậu rồi nè anh chị. Không biết là còn cái con đường nào mà lạ lạ ở cái khu này mà em chưa đi hết hay không. Chắc là sẽ phải nhờ cô bác anh chị góp ý, bổ sung thêm. Bên trái thì anh chị sẽ chạy về đường Phan Văn Trị nha. Bên tay phải thì anh chị đi về ngã tư Xóm Gà. Góc phải của em ở đây luôn, hình như là nhà thờ Phú Hạnh nè. Em nhớ không lầm là như vậy. Không phải, tu viện Thánh Tâm dòng Phan Sinh Thừa Sai. Đúng không mẹ? Em nhớ bị lầm thiệt rồi. Hướng này thì cô bác anh chị sẽ đi về ngã tư Xóm Gà. Và ngay cái vị trí này chắc là em xin tạm dừng cái clip của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng đi tổng hợp những cái con đường quá xá lạ của Sài Gòn xưa. Thật ra là Gia Định xưa. Sài Gòn ngày hôm nay thì là một cái tên gọi chung của tất cả các quận huyện thôi. Em thường gọi như vậy. Đó, kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, đầu tuần thật nhiều sức khỏe và công việc thật là tốt lành, suôn sẻ. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Đi thẳng thì anh chị chạy về ngã tư Xóm Gà nha.